Chào các bạn đã ủng hộ Milk Time Bakery Tool. Máy kia của bác của Phú là bị thằng cò nó nghịch hết tiền các bác ạ. Được đi này, thích lắm anh ạ. Chào cả nhà nhá. Giới thiệu với cả nhà lại là hôm nay là gia đình nhà Phú Lê là đi lên thăm một ông anh ở trên Quốc Oai nhá. Nhà anh là có một mảnh vườn là rộng có khoảng hơn 30.000 mét vuông thôi, và anh có một hơn 1.000 gốc cây cổ thụ nhá, mỗi cây khoảng hơn 1 tỷ thôi. Máy kia lúc nãy phát yếu rồi, phát máy này. Cái gì? Cũng là cây sung hả anh? Cây sung. Đây cây lục vừng này. Đây cây lục vừng đây. Đò lắm. Ở nhà bác chơi chơi thôi, tiền bác không có, bác chỉ có đất thôi. Bác có hơn 30.000 mét đất thôi. Kia, dễ phủ kia. Phủ. Ê, phủ của bác kia. Phủ bên kia. Đấy, nơi sinh hoạt, sinh sống ấy. Tí nữa vào quay trong nhà thôi rồi. Chúc Tiết Nhi năm mới sức khỏe nhá, vạn sự như ý nhá. Ngay lên nhà bác đại gia cây cảnh. Mùa hè lên đây nó mới sướng. Sướng anh nhỉ, mùa hè đây quá sướng luôn. Ôi con gì ấy? Chim đấy, chim ui rồi. Toàn chim to đây. Toàn chim to, nó phát đỗ nhanh mà. Toàn tự nhiên đấy chứ anh nhỉ? Toàn tự nhiên. Chim to luôn đấy. Đây. Nói thật chứ đây những cái gốc cây này là toàn đây là toàn những cái cây kiểu như là rất là lâu năm rồi, mà kiểu như trồng ở trong các cái miếu hết đi. Em nhìn những cái cây này là em tưởng tượng đấy anh Trinh ạ, kiểu nó xùm xuê ấy. 100 cây champa cổ kia đâu, kia 100 cây gì anh? Champa cổ đấy. À, 100 cây champa cổ đang trồng ở kia nhá. À, mới trồng xong đấy, được chục ngày. Chào tất cả mọi người. Chào Luyện Milo nhá. Chào Nguyễn Văn Đợi, chào Khoa Smell. Hôm nay lên thăm vườn cây của anh Trinh. Đây, 100 cây champa cổ đây. Mang về lâu chưa anh? Mang về được hơn chục ngày. À thế à? Tính ra một cây này thì bao tiền anh? Vô giá. Vui mà, trồng nó vui mà. Anh Trinh chỉ trồng cây cho vui thôi cả nhà nhá. Thật ra là anh là có cái máu là siêu tầm cây. Trong đó là cây vú sữa là anh thích nhất. Cây vú sữa là anh thích nhất. Mà cây có vú nhưng không có sữa thôi. Cây này đúng có vú nhưng không có sữa thật. Có quả chó đâu mà có sữa. Đấy, nói vào nhiều người không tin. Nhiều người phải rất tinh ra mới hiểu được đấy. U đây này, nu đây này, đấy, vú đây nhưng có vú sữa đây đâu. Đây nhưng không có sữa thật. Sữa đâu? Đây, nói ở bác ở Quốc Oai ngay đại lộ Thăng Long luôn bác. Tiền thì bác không có, bác nghèo lắm, nhưng bác có hơn 30.000 mét đất chỉ trồng cây cổ thụ thôi, mà đặc biệt là bác có một cây cổng từ thời quan cách đây 200 năm rồi, nó chơi chơi rơi vào có mấy tỷ mà. Cái cây kia là cây gì mà bác chở lục đẹp thế anh? Đấy anh ơi, con lại con chim nữa đấy anh ạ. Đây á, xoài đấy, ăn hoa đấy chứ, hoa nó đấy chứ. Hoa xoài kia, cây xoài kia là biệt phủ nhá mọi người nhá. Ok, cảm ơn ông bố nhá. Ok, Phạm Hồng. Nói chung là thật là kinh khủng. Chỉ có cây thôi. Cây thôi, nhưng mà những cái cây cổ thụ của anh rất là anh có 5 cây vối cổ mới trở về xong. Đây này là cây đề à anh? À cây đa à? Đẹp không? Thế em bảo rồi, em vào đây em nhìn những cái cây nhà anh, em cứ tưởng tượng vào đình và chùa. Nó kiểu nó to xong rồi nó quằn quại xong gốc nó lại cứ ăn từ gốc lọ sang gốc kia ấy. Mà chỉ có những cái đình chùa mà phải lâu ngày rồi, lâu năm lắm rồi mới có những cái cây như này ấy. Có nghĩa là gì, là cả nhà là cứ nhìn sơ qua thôi, là nói về cái việc thi công rồi đã thấy. Xoài này là xoài hẳn ba ấy đấy chứ anh. Ba thân luôn đấy chứ, nó mới hiếm chứ đúng không? Tam đa đấy chứ, đây xoài ba thân nhá. Ba thân nhá.
Đấy. Được không? Anh chị đang ở Quốc Oai, giữa nhà anh Trinh. Đây cây ban đỏ này. Cây này chắc đây. Có cây thứ hai. Cây ban đỏ này độc nhất. Ban đỏ. Cây ban đỏ này độc nhất nhá. Hiện tại bây giờ là đang là độc nhất của Việt Nam này. Đấy, anh mới trở về thôi, mới đang trồng. Nhà anh là toàn là cây cổ nhưng mà lại thế nữa. Chứ không phải là cổ là kiểu là mọc bình thường. Cây này là cây đại à anh? Đấy, cây đại đây. Quá đẹp luôn. Thế cái cây gì kia anh? Đâu, cây roi à? Đúng rồi, roi. Cây lầm này là bị đổ anh hay là? Đâu, cứ để nguyên bản thế luôn. Để chơi luôn, cây này cây vừng mà. Vâng, ôi cái cây, anh ơi, cái cây lá xung xuê mà trông như cây bàng chứ phải không? Không phải cây bàng đúng không? Ban đỏ đấy. À đây, ban đỏ đấy hả? À đây, mình không nhìn thấy đâu, trông cái lá nó lạ. Gốc này to chưa, là mấy gốc này to rồi. Đây, nhà anh là có rất là nhiều những cái cây độc, cây quý nhá cả nhà nhá. 30.000 mét đất. 30.000 mét đất. Bốn xung quanh là bốn mặt tiền. Hơn 1.000 cây cổ thụ. Bốn xung quanh là đường. Bốn xung quanh là đường cao tốc nhá. Ôi trời ơi, chết rồi. Thế cây cây gì đây anh ơi? Cây đấy là cây tên dân tộc nó gọi là cây trắng. Cây này là như cây thần rừng, em nhìn có giống không? Có, em nhìn này, em đang bảo này. Trông nó cứ lỗ. Cái mũi này, cái miệng này em cứ nhìn này tưởng tượng. Ngài đang nhìn này. Để đốt cho ngài hút tí. Ngài hút hẳn xì gà. Ở trong là không còn cái gì nữa. Đó rồi, chả trong. Còn. Đây, cây gì đây anh? Đấy, thì nhội đấy. Nhội à? Nhội đấy, ừ. Em chưa nghe thấy bao giờ. Gốc nó to này, gốc nó mọc nhô hết lên. Ủ yếc là lồi hết cả lên. Cây này nó hàng bao nhiêu năm, hàng bao nhiêu trăm năm rồi. Gần 1.000 năm rồi. Những cái cây sung của anh là em chưa nhìn thấy ở đâu có đâu đấy. Đâu anh? Đây này, những cái cây sung của anh là toàn những là hàng độc nhá. Không có đâu nhá. Mình đi rất là nhiều nơi rồi. Đây chuẩn bị chúng ta sẽ đi xem một cây ngọc trâm của anh. Bốn cây ngọc trâm của anh độc nhất Việt Nam bây giờ đây. Đây. Quay gốc này. Đây. Ôi anh ơi, cái gốc này của nó đẹp nhở? 6m8. Này gốc này. 6m8 chiều ngang, 3m2 chiều ngang. 6m8 chiều ngang. Đây một gốc nữa này. Đây là một gốc này. Đây là cây ngọc trâm nhá. Đây mọi người nhìn này, nó độ tuổi nó quá là già luôn. Cảm ơn mọi người. Đây hàng nghìn năm tuổi luôn cả nhà nhá. Cái bệ gốc trên này mà. Em hầm này, dễ không ạ? Cây kia này, 4 cây. Đây, kia một cây nữa nhá. Ui, cây này thật đẹp. Cây này thì hỏi, không nói, nó là nhất vườn. Đây, cây này đẹp. Cây này nếu mà nói đắt là đắt nhất, vâng. Đắt nhất vườn nhà mình. Cây này gọi là cây gì anh? Cây xanh lão mai cõng tử. Xanh lão mai lãng, cái gì? Cõng tử, à. Đây cả nhà nhá, cây này là anh đang bảo là cây này là đắt nhất vườn đây này. Phú lên đây mà xem vườn. Ôi giời ơi. Cảm ơn Viễn Cụt nhá. Chào Ngô Diệu Linh đây này. Ôi trời ơi, chứ là tôi hòa hết cả mắt vì cây mới cối rồi. Mà nhìn thấy sức sống nhanh nhở, sức sống mạnh nhở. Đây, trông nó rất là tươi, khỏe. Chờ anh tí nhé. Vào đây thì tôi phải mở cái cổng. Mở cổng. Thế anh phải trèo à? Phải trèo làm nào. Ờ thế mình đi lối khác. Đại gia trèo tường. Kia đi lối kia. Đây có. Anh mà trèo tường đây đi lối này. Ôi dồi ôi, hôm nay là gia đình nhà mình là đi lên chúc Tết nhà anh ở trên này. Thế là tiện thể là anh bắt đi thăm khu vườn luôn. Đây là cây lại đẹp này anh này. Cây đại quá đẹp. Thích. Tôi không cắn đâu, nó chơi nhau đây anh ạ, thẻ không cắn đâu. Hôm nọ đến đi nó chơi rồi mà. À đây rồi, em bé đây rồi. Này, em chào chị này. Ạ. Vâng. Đây cây sung, đây mới là cây sung đẹp nhất vườn. Bé hơn nhưng mà đẹp. Nhưng mà nó nhiều thế. Dáng thế nó đẹp, nó cũng xuống. Cái này đẹp nhất vườn. Em bé kìa anh ơi. Ôi em bé đây rồi. Ôi trời ơi, nhòm. Nhầm chó, nhầm chó. Đúng tuổi con. Đây tuổi con nhé. Không thích tiền rồi, thích chó rồi. Đây. Cầm đấy cho người bảo tên em lên chơi đấy, cầm đấy. Tôm ra đây. Còn cuồng lên chó cơ. Đứng đây, em chơi.
Bỏ túi áo cho em. Không bao giờ cầm túi bố đưa tiền có cầm không, 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 không. Em bé hay ăn cháu lớn nhá. Đẹp. Thích chó, thích chó. Tôm đây, tôm đây cho em thôi. Sao còn có cái này nữa? Đấy, mèo hoa dâu lại làm giàu nhà tớ. Mèo hoa dâu này là tờ ngày xưa đấy. Em nói thật với anh là bây giờ phải nói là gần 20 năm nay bây giờ em mới nhìn thấy. Tại vì ngày xưa cái này ở quê nhà em, em hay đi lấy rau lợn là cũng có. Nhưng mà bây giờ nó chả có nữa rồi. Mèo hoa dâu này. Làm giàu nhà tớ đấy. Thích nhờ. Hiểu không? 2 tuổi 1 tháng. À đây, đây, cho chung chơi đấy ạ, Tôm. Thích chơi để Tôm. Quá là đẹp luôn. Đây, anh nhìn, đây, cái đào sẽ đẹp à? Quá đẹp. Đào này là mình trồng đâu? Kệ đang lô mi. Đào này có chú em, thấy bình chú biếu. À đấy ạ. Đào đào thế chứ. Đào thế đấy em. Đẹp à? Cái gì cũng có nhá. Nhà anh cái gì cũng có nhá. Thiếu nhiều lắm. Ôi trời ơi, đi dép vào cho em đi. Em giày đâu, giày em đâu, đi giày vào cho em để em chạy. Con này cũng chạy theo để làm. Đi giày vào cho em để em chạy theo con chó. Đây, đây, đây. Chồng kìa. Tôm đi giày vào cho em. Ôi chạy vào nhà. Đấy khổ còn cuồng lên. Câu. À thế ạ? À? Câu Tùng La Hán. Cau còn cau to nhỉ anh nhỉ? Cau to. Quả cau to nhỉ? Như không nhỉ? Nó kệ lắm. Bế, bế em ra đây, bế em ra đây. Có đau chân em. Bế ra đây, bế ra đây mi con chó này. Thích chó. Quả cau to như lắm đấm luôn. To mà, cau rất to luôn. Quả thế này này, nó rụng quả trong này đấy. Ui quả to thật đấy. Như quả ổi. Như quả ổi. Khế này. Nó vừng này. Mai chiếu. Ui cây này họ uốn giỏi nhỉ anh nhỉ. Đấy đang uốn. Cái này mùa hè mà lên đây ngồi uống trà nhờ. Thưởng thức nhờ. Úi dồi ôi. Không phải nghĩ. Mùa này là mùa ít nước nhất trong năm. Chứ bắt đầu mùa hè này nó lên cái ngấn đen này nhờ. Nước lên tận ngấn lên tận đấy luôn đúng không? Đúng rồi. Đấy cái ngấn đen này. Ổi anh nhỉ. Ổi. Ừ. Đây những cái cây này là toàn anh để nó mọc tự nhiên luôn đấy chứ. Để cho nó xù ra. Để nó xù chỉ cần mấy bữa em sẽ hoa đặc luôn. Vâng. Hoa đỏ hoa hết dâm. Cả. Hoa dâm bụt hết. Bây giờ em nói thật với anh nhá, đi kiếm những cái chỗ mà ngày xưa mà cái thời em ở nhà ấy là rất là nhiều hoa dâm bụt trồng ở vườn xong em hay cứ đi nhổ kia em mút non nước ngọt ấy. Nhưng bây giờ lấy đâu ra anh, bây giờ phá hết rồi, hiếm đấy. Lắm. Thì anh chỉ thích ra bụt quê này mà. Vâng, hiếm lắm. Chó lắm, già là cứ vút tai bây giờ cấu thôi. Không sợ à? Đuổi bằng được, đuổi bằng được. Thích lắm. Đi dép không cho đi, không đi, không cho đi, khóc